nghệ sĩ Việt ở Mỹ, người bám trụ, người sơ tán từ sớm để tránh bão Milton. Dương Triệu Vũ kể hành trình sơ tán để tránh bão Milton. Anh di chuyển đến phía nam Florida đồng thời trang bị đầy đủ lương thực, thực phẩm để sử dụng trong thời gian này. Bây giờ là 6 giờ mấy sáng, tôi mới xếp vali xong. Và bây giờ đang đợi chiếc xe Uber tới để đón. Tại vì mình đã quyết định là sẽ thuê một chiếc xe lái xuống dưới gần Miami để tránh bão. Và trong cái vùng Orlando này nè, là gió sẽ lên tới 110 mile. Gần 200 cây một giờ đó, cho nên là bây giờ mình quyết định là sẽ xuống dưới đó. Xuống dưới đó thì nó giảm một xíu. Giờ đang đợi cái cô của mình. Mình vừa mới thuê chiếc xe này nè. Thì bây giờ trời nó vẫn ok đó. Nhưng mà mọi người thấy cái vòng mây nó lạ không? Ở trên là nó trắng đúng không? Ở dưới nó đen thui và nó có một cái xoáy gì đó. Mình là đang ở ngoài cái rìa của cái bão thôi. Mà nó đã ghê rồi. Thì bây giờ là cái lúc mà mình đi an toàn nhất. Bây giờ mình đợi mà tới trưa nay hoặc chiều nay thì là mình đem xe đến mất. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, ca sĩ Dương Triệu Vũ cho biết trong khi đông đảo người dân sơ tán vào ngày 9 tháng 10, thì trước đó, ngày 8 tháng 10, anh đã di chuyển đến phía nam Florida, cách tâm bão khoảng 200 km để tránh bão Milton. Tôi đã quyết định một mình di chuyển vào vùng ít nguy hiểm hơn từ rất sớm, bởi các chuyên gia đánh giá Milton là cơn bão nguy hiểm trong nhiều năm qua. Nhiều người di tản lên phía bắc Florida, nhưng tắc đường nên tôi di chuyển về phía nam, nam ca sĩ thông tin, từ sáng sớm. Dương Triệu Vũ đã chuẩn bị hành lý đầy đủ rồi thuê ô tô, tự lái rời khỏi nơi sinh sống. Hiện anh chưa xác định thời gian sẽ trở về nhà. Ca sĩ Dương Triệu Vũ cho biết thời gian anh di chuyển đến nơi lưu trú khoảng 3 tiếng. Vì nam ca sĩ đi sớm, nên đường khá thông thoáng, không có dấu hiệu kẹt xe. Đi sớm thì thời tiết và đường xá vẫn ổn, chứ nếu đi trễ hơn, đi vào trưa hoặc chiều chắc tình trạng kẹt xe sẽ dữ dội lắm, anh nói. Trong quá trình di chuyển, nam ca sĩ thường xuyên cập nhật tình hình cơn bão trên các kênh truyền thông. Anh cũng cho biết trên đường đi, thời tiết thất thường, lúc nắng lúc mưa không lường trước được. Đến West Palm Beach, Dương Triệu Vũ trú ẩn trong nhà. Anh cho rằng khu vực anh lưu trú dù tránh được tâm bão nhưng vẫn có nhiều nguy cơ rủi ro như cúp điện, mất nước và không có lương thực. Vậy nên anh đã trang bị pin dự phòng, nhiều lương thực thực phẩm, đồ ăn đóng hộp và nước để sử dụng trong thời gian tránh bão. Cầu nguyện mọi người được bình an để vượt qua cơn bão thế kỷ này, nam ca sĩ bộc bạch. Trong khi đó, ca sĩ Đặng Anh Tuấn, cựu thành viên nhóm F5 vẫn ở vịnh Tampa, khu vực chịu ảnh hưởng lớn của cơn bão Milton. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cho biết cách đây ít giờ, điện ở đây có tình trạng chập chờn, ngoài trời gió mưa dữ dội. Nam ca sĩ cũng tiết lộ khu vực anh sống đã xuất hiện tình trạng cây đổ. Hiện anh và cả gia đình 6 người, trong đó có 3 người lớn tuổi tạm thời lưu trú tại nhà và theo dõi sát sao tình hình bão. Mọi người thông cảm vì để tiết kiệm pin nên có thể tôi không trả lời điện thoại hoặc tắt máy. Tôi cũng sẽ chủ động liên lạc để mọi người yên tâm, nam ca sĩ nói. Theo thông tin từ cơ quan dự báo thời tiết Mỹ, Tampa là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng của bão, có thể xuất hiện tình trạng lũ quét gây nguy hiểm cho người dân. Lũ quét nguy hiểm đến tính mạng ở khu đô thị, đường cao tốc, đường phố và hầm chui có khả năng xảy ra, cơ quan dự báo thời tiết Mỹ cho biết. Trung tâm dự báo quốc gia Mỹ lưu ý rằng cơn bão Milton là cơn bão rất nghiêm trọng với người dân ở Florida nên tuân thủ chặt chẽ mệnh lệnh từ các quan chức quản lý tình trạng khẩn cấp tại địa phương. Milton có khả năng trở thành một trong những cơn bão có sức tàn phá mạnh nhất được ghi nhận đối với vùng trung tâm phía tây Florida. Bất chấp sự phản đối của fan, Huỳnh Hiểu Minh đưa bạn gái đi gặp bạn bè.
Hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái Diệp Kha xuất hiện tại bữa tiệc của một người bạn được chia sẻ trên mạng. Sau khi nam diễn viên Trung Quốc xác nhận hẹn hò, Diệp Kha đối mặt với nhiều tranh cãi. Ngày 8 tháng 10, Huỳnh Hiểu Minh bị bắt gặp đưa bạn gái Diệp Kha tới dự sinh nhật nam diễn viên Trần Hạo Dân. Đây là lần đầu họ xuất hiện cùng nhau sau công khai mối quan hệ tình cảm vào tháng 9. Ngày 19 tháng 9, Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận đang hẹn hò Diệp Kha trên trang cá nhân nhưng phủ nhận thông tin họ đã kết hôn. Tin đồn tình cảm của Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc gần 2 năm trước khi cặp đôi xác nhận là một cặp. Tuy nhiên, thay vì nhận những lời chúc phúc của người hâm mộ, mối quan hệ của Hiểu Minh và Diệp Kha đối mặt với loạt sóng gió. Theo Sohu, Diệp Kha thường xuyên trở thành nhân vật nóng nhất trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc gần một tháng qua. Những thông tin về quá khứ của người đẹp được mang ra tranh cãi. Trong đó, thông tin Diệp Kha từng tham gia lò đào tạo săn đại gia gây chú ý. Một số hình ảnh trong quá khứ của Diệp Kha được chia sẻ lại. Nữ người mẫu tham gia các buổi tụ họp với các hot girl. Họ mặc trang phục sang trọng, học lễ nghi, học cách giao tiếp. Theo một nguồn tin chia sẻ với tờ Sohu, mục tiêu của các cô gái khi bước vào lò đào tạo là những đại gia giàu có. Việc Diệp Kha bị cho là xuất thân từ một lò đào tạo săn đại gia khiến hình ảnh cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, sau khi công khai yêu Huỳnh Hiểu Minh, Diệp Kha liên tục có những phát ngôn gây tranh cãi. Người đẹp cho biết bản thân sẽ không kết hôn. Đồng thời, Diệp Kha khẳng định cô không phải kẻ đào mỏ, tôi mới là người thường xuyên chi tiền. Sao mọi người lại cho rằng tôi là kẻ đào mỏ? Bên cạnh đó, Diệp Kha còn gây chú ý khi khẳng định cô chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng chỉ sửa một số nét. Tháng 9 vừa rồi, người đẹp được cho là cố tình thể hiện chuyện tình cảm với nam diễn viên họ Huỳnh trên sóng livestream, phát sóng trực tiếp. Theo Sohu, trước khi công khai tình cảm, Diệp Kha được người hâm mộ Huỳnh Hiểu Minh đánh giá cao vì cư xử hòa nhã, tế nhị, không khoe khoang tình cảm. Song, việc cô liên tục để lộ chuyện tình cảm chỉ trong một thời gian ngắn khiến khán giả yêu mến nam diễn viên họ Huỳnh dần mất cảm tình với bạn gái của anh. Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha được cho là bắt đầu hẹn hò từ tháng 2 năm 2022, vài tháng sau khi anh công khai ly hôn nữ diễn viên Angela Baby. Từ khi dính tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Bến Thượng Hải, Diệp Kha liên tục bị so sánh với Angela Baby. Tuy nhiên, cô chấp nhận làm người yêu trong bóng tối của Huỳnh Hiểu Minh vì không muốn gây chú ý hay gây sức ép với anh. Trước khi là bạn gái của một trong những nam diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ, Diệp Kha nổi danh là hot girl mạng xã hội Trung Quốc nhờ sắc vóc xinh đẹp. Cô đã tốt nghiệp đại học Thâm Quyến, được ví là hoa khôi của trường. Năm 2020, Diệp Kha vào top 50 người đẹp truyền hình Hồ Nam, từng đạt giải quán quân cuộc thi tuyển MC của chương trình truyền hình. Hiện tại, Diệp Kha kinh doanh thời trang và thường xuyên đăng tải hình ảnh sang chảnh, hạnh phúc trên mạng xã hội. Diệp Kha từng kết hôn với một doanh nhân và có con với anh trước khi ly hôn vào năm 2022. Sau khi Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh công khai tình cảm, chồng cũ của người đẹp đã đăng đàn chúc phúc cô. Anh cũng mong người dùng mạng không làm phiền cuộc sống hiện tại của anh. Trước những ồn ào của bạn gái, Huỳnh Hiểu Minh dường như không quan tâm. Nam diễn viên đưa cô tới các bữa tiệc gặp bạn bè. Trong một số cuộc điện thoại, nam diễn viên nói nhẹ nhàng và tình cảm với người yêu. Ngoài ra, nam diễn viên cũng tặng bạn gái nhiều món quà giá trị. Vào dịp Trung Thu, Diệp Kha khoe được Huỳnh Hiểu Minh tặng chiếc nhẫn kim cương lớn trên trang cá nhân. Mối quan hệ với Diệp Kha cũng mang lại nhiều thị phi cho nam diễn viên họ Huỳnh. Việc Huỳnh Hiểu Minh nhanh chóng bắt đầu hẹn hò hot girl Diệp Kha khiến anh vừa nghi vấn ngoại tình trong cuộc hôn nhân với Angela Baby. Trước những tin đồn này, nam diễn viên không phản hồi. Huỳnh Hiểu Minh, sinh năm 1977 là một trong những nam diễn viên thành đạt, quyền lực của giới giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên Bến Thượng Hải sở hữu hơn 40 công ty khác nhau và có mối quan hệ rộng trong giới giải trí Trung Quốc. Anh và vợ cũ, nữ diễn viên Angela Baby, từng có cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm và một cậu con trai chung. Sau khi ly hôn, cặp đôi cắt đứt quan hệ trong công việc, cuộc sống riêng và chỉ tập trung vào cậu con trai. Họ cũng xóa bỏ hình ảnh liên quan tới đối phương trên trang cá nhân. Không chỉ là một nghệ sĩ có ảnh hưởng trong làng giải trí Trung Quốc, Huỳnh Hiểu Minh còn giỏi đầu tư. Anh chi tiền đầu tư sản xuất rượu vang, sân golf, bệnh viện. Theo Sohu, nhờ các hoạt động kinh doanh phụ, tài sản ròng của Huỳnh Hiểu Minh ước tính hơn 100 triệu đô la.